Hi guys, welcome back to my channel. You're new, welcome to my channel. Chào mọi người, hoan nghênh đến với kênh Mỹ Hằng ha. Today I'm going to try out this Korean food at this restaurant called Seoul. Hôm nay mình sẽ ăn món đại hàng. I have never been to this restaurant before, so let's see how the food is like. Mình cũng chưa ăn nhà hàng này qua ha. Để coi thử món ăn họ ngon không ha. Here I am at this restaurant here. Korean barbecue restaurant, Seoul. Looks like there are two sides to this restaurant. Như nhà hàng này nó có hai bên luôn ha. Bên đây. Yeah, như bên kia nữa. And this side as well. Looks like those grilling parts on the table are for people who's eating buffet. Mấy kia nồi nướng trên bàn chắc cho những người nó ăn bụng ha. So today I'm gonna have buffet, $40 per person. Bên này sẽ ăn bụng ha, một người là 40 đồng. So first they start out by bringing us some appetizer like kimchi, sweet potato and some Korean pickled vegetable. Trước tiên thì họ đem ra cho mình vài món ăn vặt như là lăng tây ngọt, kim chi với vài món cải chua của đại hàng. So that's what they start out with. So the buffet here is you have to order from the buffet menu, whatever you want and the quantity. Ăn bụng ở đây là mình lựa những món gì trong thực đơn ăn bụng của nhà hàng này và cái số lượng thì họ sẽ đem ra. So basically every time you finish, just review the same thing. Mình ăn hết rồi, mình kêu thêm thì họ sẽ đem ra thôi. I like those squid balls. They're quite good. And what else on the plate? Fried chicken and dumplings. Mấy cái mực viên lăng cột ăn cũng ngon lắm. Gà chiên với dumpling. Those are in the menu as well. Mấy cái món đó cũng ở trong thực đơn ha.
So today's buffet is pretty much 90% on meat. Three different kind of beef, like beef bulgogi, beef ribeye, and short ribs. Chicken, pork belly, and pork jaw. Just another name for pig cheek. Ăn bụng hôm nay 95% là thịt thông hả? Ba loại bò, gà, thịt ba chỉ, và má heo. I'm so full right now. I don't think I'll be eating dinner for today. Bữa nay chắc không ăn tối được rồi ha. Giờ quá nồi. Anyway, today buffet is delicious. I find it worth it. Ăn bụng hôm nay mình thấy là ngon, đáng đồng tiền ha. This buffet is great for meat lover, and I'm one of them. Buffet này cho những người thích ăn thịt á, là ngay thế luôn ha. Mình thì cũng thích ăn thịt bởi vì. So that's my today buffet. Like, please share, and make sure to smash that subscribe button. Ăn bụng của mình hôm nay tới đây thôi ha. Anh chị em thích xin chia sẻ nhiều và đừng quên đăng ký kênh của mình ha. Oh yeah, I want to mention something. If you want to come here to eat buffet, just so you know, they only have dinner buffet for the weekday, but weekend is all day though. Anh chị em nào mà muốn tới đến nhà hàng này ăn á, thì muốn cho biết là nếu mà ăn bụng ngày thường á, chỉ có ăn tối thôi. Còn ngày thứ bảy chủ nhật á, thì ăn bụng nguyên ngày luôn ha. Alright, thanks for watching. I'll see you again in the next video. Cảm ơn anh chị em đã xem kênh của mình. Hẹn lại video kế tới ha. So today buffet for one adult is $40. A total of $168. Not bad. Bữa nay ăn bụng một người lớn là $40, tổng cộng $168, cũng ok.